Alo, chào bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh ZoomV, một kênh chuyên dành cho những các bạn đã đang và sẽ có ý định theo lập trình mobile mảng Android. Và ở những mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái app gọi là đẹp và bằng những cái dòng code là đơn giản nhất dành cho những bạn như kiểu là mới học cũng có thể làm được. Ok. Bắt đầu vào. Thì như ở những video trước mình cũng đang hướng dẫn các bạn làm cái app nghe nhạc á, thì lần này thì mình hướng dẫn các bạn làm sao mà trong lúc chơi nhạc ấy thì cái ảnh này nó sẽ xoay đúng không? Đấy, nghe rõ không? Các bạn nghe rõ vừa ấy, nhạc nó to có thể các bạn không nghe rõ. Rồi tiếp tục nhá, thì muốn ở cái nhạc nó xoay ấy, thì muốn cái đĩa nó xoay ấy, thì đầu tiên là khi ở trong cái thằng view đấy, thằng này thì các bạn gán cho cái cho mình cho nó một cái ID img img cd đi, ảnh cd đấy, ok chưa? Đấy, các bạn copy này đấy sang bên main activity, thì các bạn thêm cho mình cái image view tên là thế và đừng quên ánh xạ nhá. À, đừng quên ánh xạ, ok chưa? Đấy. Thì cái trong Android nhá. Alo. Alo. Trong Android nhá, ở nó quay được ấy thì nó có một cái thuộc tính, thuộc tính rotation. Đó, thuộc tính ví dụ mình quay ở góc 45 độ à. 40 các bạn nhìn nó quay chưa? Đấy, hay là mình quay một góc 10 độ à. Đấy, nó cũng quay đúng không? Thì mình sẽ làm nào? Có cái trong lúc chơi nhạc mình sẽ thay đổi cái góc quay của thằng này. Đúng không? Thì ở đây nhá, mình sẽ có một cái biến. Mình ở đây mình tạo ra biến này. Tiếng có vẻ hơi ồn. Alo. Đỡ ồn chưa? Biến mình sẽ gọi là góc quay. Góc quay bằng 0 đi, chấm phẩy này đấy, và mỗi lần khi nó update đây, các bạn nhìn update đấy chưa đấy, thì mình sẽ tiến hành, mình sẽ cái góc quay của mình này sẽ bằng, sẽ cộng thêm một đơn vị, và nếu như mà nó quay hết một vòng ấy, có nghĩa là quay hết một vòng là quay từ 0 đến 360 đúng chưa? Quay hết vòng các bạn lúc nào, ví dụ như ở đây cái rotation nhá, cái rotation của mình đây lúc đầu bằng 0 à, nó sẽ như này không, bằng 0 nó sẽ như này, còn nếu như mà mình set cho nó bằng 360 đấy, nó cũng như là cái góc bằng 0 không, nên nếu như mà nó, nếu như mà cái góc quay của mình ấy mà nó bằng 0 à, bằng 360 đấy, thì ngay lập tức cái góc quay của mình sẽ được reset về 0 đấy, đúng chưa? Và khi khởi tạo trên này ấy, thì mình sẽ khởi tạo cái góc quay của mình bằng 0 đó, ở cái hàm mà chạy nhạc ấy, bắt đầu chạy nhạc ấy đấy, đúng dần thôi. Tiếp đến nữa nhá, tiếp đến nữa là sau khi mà góc quay nó tăng, góc quay tăng xong ấy, thì ở đây mình sẽ gọi cái img cd của mình ra chấm set rotation, alo sorry các bạn, mic của mình có vấn đề, mic không ổn lắm đấy, các bạn gọi cái set rotation ra, các bạn chuyển cái góc quay vào cho mình đấy. Và bây giờ mình xem nó sẽ quay như nào nhá. Rồi này, mình bấm chơi này. Đấy, các bạn thấy quay không? Nhưng có vẻ nó không bị giật đúng không? Nếu thế mình sẽ sửa như thế này. Mình sẽ sửa cái thằng góc quay của mình thành float. Được chưa? Đấy, và cái mỗi lần góc quay của mình nó tăng á,
thì mình sẽ không cộng cộng nữa mà mình sẽ bằng góc quay, nghĩa tăng cho nó 0,5 đơn vị thôi. Đấy. Ép. Đấy. Và bây giờ mình bấm run này, xem được cái gì này. Đấy, quả nó nhẹ nhàng hơn không? Đấy, nó đỡ bị giật như vừa nãy, đúng chưa? Đấy. Rồi ok. Và còn đấy là cái phần góc quay nhá. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm là khi nào mà bản nhạc nó dừng lại à. Đấy. Thì nó sẽ dừng lại hết. Ok chưa? Thì bây giờ nhá. Trong thằng ấy trong 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 thằng cái thằng media ấy, nó có cái hàm là set on complete listener. Đấy. Thì ở đây mỗi lần chơi nhạc xong nhá, mỗi lần khi ấn bắt đầu chơi ấy, mình sẽ gọi cái player của mình ra này, chấm set on compilation listener. Đấy. Các bạn gõ lưu căn chuyên cách media, các bạn chọn cho mình cái media chấm on compilation listener này, các bạn nhấn enter. Đấy, thì có nghĩa khi nó chạy nhạc xong ấy thì nó chạy vào trong này đó. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái hàm này, private void chạy xong này, chạy xong nhạc. Đấy, chạy xong nhạc sẽ làm gì thì mình sẽ ở trong này. Thứ nhất nhá, khi mà chạy xong nhạc đúng không, thì mình sẽ update cái hàm cái biến nhạc đang chạy của mình này. Đấy, lập tức bằng fail đó. Tiếp đến nữa là cái thằng đã có nhạc đấy, mình ngay lập tức mình cũng cho bằng fail luôn. Rồi tiếp đến nữa là cái thời gian nhạc đang chạy, thời gian nhạc đang dừng lại, mình sẽ reset nó về không à, góc quay này mình cũng sẽ reset về không. Và cái ảnh mình sẽ chuyển về cái dạng play. Đấy, đúng chưa? Đấy, đơn giản chỉ thế thôi. Nó cũng không nhớ lắm đâu. Đấy, trong quán gì phải sửa không nhỉ? À, quên. À, thế thôi, thế là xong rồi đấy. Và tiếp đến ở đây, khi mà chạy nhạc xong, mình sẽ gọi cái hàm mà chạy xong nhạc. Ui sorry, viết sai. Mình sửa lại một tẹo nhá. C không vừa viết hoa. Xong xong này. Đấy, ok chưa? Đấy, bây giờ mình bấm run này. Để xem có hiện tượng gì xảy ra không nhá. Run. Đấy. Ví dụ bây giờ bấm di chuyển đến, mình di chuyển đến đoạn này này. Đó, các bạn thấy chưa? Nhạc dừng lại. Nhạc dài không? Còn khi mình bấm chạy. Lại từ đầu, ngon chưa? Đấy, mọi thứ lại hoạt động bình thường. Đấy, ok. Đã xong. Thì bây giờ đến video lần này của mình thì nó cũng chỉ ngắn đi thôi. Ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào mà cái lời bài hát này. Cái lời bài hát này mình nghĩ nên mình nên sửa lại. Đấy, mình nên sửa lại một chút xíu nữa. Có nghĩa là cho nó kiểu chạy. Cái lời bài hát sẽ chạy. Giống như cái video mình đã làm ở đây này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy lời bài hát nó chạy chạy không? Đấy. Thế là mình sẽ hướng dẫn các bạn ở... Mình sẽ hướng dẫn các bạn... Alo? Mình sẽ hướng dẫn các bạn ở video tiếp theo nhé. Alo? Hình như cái nhạc của cái NX này với cái mic thu âm của mình nó bị đánh nhau rồi. Nên là mỗi lần mình chạy nhạc xong thì nó bị thế. Ok. Video của mình xin dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh hoặc và cho mình một like.
Nếu các bạn thấy mình giảng khó, chỗ nào khó hiểu thì các bạn có thể liên kết liên hệ trực tiếp với page để mình sẽ giải thích, hoặc là comment ngay ở dưới phần bên dưới nhé. Ok, video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học được chứng vui vẻ.